Việt Nam nay tiếp tục với những tin tức thời tiết cùng chị Hương Liên ạ. Vâng ạ, chị Hương Liên ạ. Chiều nay thì tôi thấy Hà Nội đã u ám rồi và không biết là diễn biến thời tiết sẽ như thế nào, liệu rằng là có mưa dông mạnh như là một hai hôm vừa qua không ạ? Vâng, trưa nay thì nhiều nơi đã xảy ra mưa đá kèm dông lúc mạnh như là Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Và đến chiều tối nay thì mưa dông mạnh lại tiếp tục xuất hiện thêm ở nhiều nơi khác. Quý vị có thể quan sát trên ảnh radar tại khu vực phía nam của Sơn La, cụ thể là huyện Vân Hồ và khu vực Hòa Bình, vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi có độ phản hồi màu vàng cam, thậm chí là có nơi màu tím ở khu vực Vân Hồ, Sơn La, cho thấy tại đây mưa dông rất mạnh. Chiều nay đã xảy ra cả mưa đá dữ dội. Mưa dông sẽ còn tiếp diễn trong tối và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Cục bộ có mưa to trên 50mm. Các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có khả năng cao xảy ra. Mưa đêm khiến độ ẩm ngày mai duy trì ở mức cao. Buổi trưa trời lại chuyển nắng và tăng nhiệt nên cảm giác sẽ oi nóng rõ. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố của miền Bắc sẽ là 32 đến 35 độ C. Hạ Long là nơi có thời tiết dễ chịu ở miền Bắc. 3 ngày tới, nhiệt độ khoảng 30 đến 32 độ C. Trời nắng đẹp sẽ là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ sắp tới. Đặc biệt tại Săn Gua Hạ Long sẽ khai mạc lễ hội rồng vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ là ngày 27 tháng 4. Tuyến phố đi bộ Bãi Cháy sẽ được khai trương vào tối cùng ngày. Ngày 28 tháng 4 sẽ diễn ra lễ hội Carnival Hạ Long 2024. Còn ở Trung Bộ, từ giờ đến cuối tuần, nắng nóng xảy ra trên diện rộng, từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất dự báo là 36 đến 38 độ C và có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Bà Nà với khí hậu mát mẻ sẽ là điểm chốn nóng lý tưởng cho kỳ nghỉ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Nhiệt độ sẽ không quá 30 độ C. Du khách tới Bà Nà dịp này có thể thưởng thức nghệ thuật đa sắc màu với những show diễn mới và diễu hành của các nghệ sĩ quốc tế. Ngoài ra thì du khách còn được tham gia hội chợ mặt trời tại làng Pháp để mua sắm các sản vật trên khắp thế giới. Tiếp theo sẽ là thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Vinh đêm nay có lúc mưa rào trời mát 26 độ C, ngày mai trời nắng nóng nhiệt độ cao nhất 36 độ C. Đà Lạt đêm nay không mưa, trời rét 17 độ C. Ngày mai nắng cả ngày, nhiệt độ tăng nhanh lên mức 28 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay tạnh giáo, nhiệt độ thấp nhất 27 độ C. Ngày mai vẫn nắng nóng, trưa chiều nhiệt cao 36 độ C.